Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ở cuối phần 2, Hoàng Vy có thưa rằng ông Chris Christie là ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa cho cái kỳ tranh cử Tổng thống năm 2024 đó. Thì ông đã chỉ trích ông Trump và cho rằng những cái tiếng nói như ông Trump nó có quá nhiều những cái người lắng nghe và nghe theo và sẵn sàng làm theo những cái lời của ông Trump nói đó. Mà trong khi đó, ông Trump thì quá sức là phải nói là nó, nó những cái sự phản đối nó quá là mạnh mẽ nó không muốn nói là cực đoan đối với cộng đồng do thái hoặc cả thậm chí là đối với Palestine nhưng mà không phải là tổng thống Joe Biden thì không có những cái sự chỉ trích ngược lại thưa quý vị ví dụ vào hôm chủ nhật vừa qua ngay trên chính Fox News nha là một đài uh, TV mà cực hữu và rất là chống đối đối với tổng thống Biden. thì trong ngày hôm chủ nhật đó xuất hiện cái cuộc phỏng vấn giữa một thành viên của bên phía đảng cộng hòa là ông Jeff Van Drew đến từ New Jersey và ông đã lên tiếng và gọi là chỉ trích ông Joe Biden cho rằng là đương kim tổng thống đó là một mặt thì kêu gọi thế giới và đặc biệt người dân Mỹ đó hãy quan tâm đến tính mạng của người dân thường Palestine ở giải Gaza và ông uh, dân biểu Jeff Van Drew này nói cũng chính đương kim tổng thống Biden là người đã kêu gọi để mà ủng hộ cho Hamas thì ngay lập tức cái lời tuyên bố này vừa được đưa ra thì chính cái người anchor ở trên Fox News một lần nữa Fox News là một cái cơ quan truyền thông cực hữu và cánh hữu. Và chính cái người host có tên là Ned Vin đã ngay lập tức cắt lời của ông dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa này và người host đã đính chính lại và phát check lại cái lời nói. Người này nói rằng, người host này nói rằng, wait, wait, đợi đã, tôi tôi muốn làm rõ cái chuyện này một lần nữa đây là người host của Fox News tên là Ned Vin nha thưa quý vị. Tôi muốn làm rõ cái chuyện này. Ông Tổng thống Biden, ông ấy có kêu gọi là thế giới và đặc biệt là bên phía Do Thái hãy quan tâm đến tính mạng dân thường ở giải Gaza. Nhưng mà ông Biden, ông đâu có kêu gọi là hãy quan tâm hay là hãy ủng hộ cho Hamas. Hamas là khủng bố. Ông Biden không hề ủng hộ cho khủng bố. Và rất là ngạc nhiên khi chính Fox News lại là cái người mà chạy cái phát check là kiểm chứng và đánh bật lại cái quan điểm của dân biểu bên phía đảng cộng hòa là Jeff Van Drew ở New Jersey, thưa quý vị, bởi vì ông này cứ nhiều lần khẳng định đi khẳng định lại trong cái cuộc phỏng vấn đó và cho rằng chính ông Biden là ủng hộ cho cái đám khủng bố ở Gaza là Hamas chứ không ai hết á. và ngày hôm chủ nhật, quý vị có thể tìm thêm cái đoạn cái 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 cuộc phỏng vấn này trên YouTube, nó có tên là Let Me Cla Clarify, người ta nhìn thấy là người anchor của Fox News đã đính chính lại, đã đánh bật lại cái lời tố cáo của dân biểu bên phía đảng Cộng hòa, thưa quý vị. Và nữa, khi uh, uh, bên uh, trong cái cuộc phỏng vấn này, người ta có nhắc lại cái ý là trong đảng Dân chủ á, có một số thành viên, ví dụ như cô Ian Oman hay là Tayliff là đã nhiều lần thậm chí là áp lực, thậm chí là chỉ trích Tổng thống Biden là vì sao đã làm không đủ để mà bảo vệ thường dân Palestine ở giải Gaza? trong chính đảng Dân Chủ, ông Biden có vấp phải những cái sự chỉ trích như vậy, điều đó là đúng. Nhưng nói như thành viên bên phía đảng Cộng Hòa như ông dân biểu Chen Drew này cho rằng là đảng Dân Chủ ủng hộ khủng bố thì điều đó là sai thưa quý vị. Không có một thành, không có cái quan điểm, cái chính sách nào bên phía đảng Dân Chủ trong cái quốc hội liên bang hiện nay là ủng hộ cho bên phía quân Hamas. Quý vị nhớ là trước cái ngày lễ Thanksgiving ở Hạ viện đã thông qua một cái đạo luật cho là phải lên án Hamas và viện trợ khẩn cấp cho bên phía Israel và đã được bên phía Đảng Cộng hòa và bên phía đảng Dân Chủ ủng hộ cho điều này. Quý vị nhớ luôn là đảng Cộng Hòa đó, vì cái số tiền mà viện trợ cho bên phía Israel mà họ đã đề nghị là cắt cái phần ngân sách mà rót về cái sở thuế IRS, thì đảng Dân Chủ cuối cùng đành phải tương nhượng và đồng ý vì cái cục diện nó lớn hơn. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ cũng ọ ẹ và chỉ trích Cộng Hòa vì cái chuyện này. IAS có thêm nguồn ngân sách để mà có thể truy thu những cái tài khoản thuế của những cái vị uh, triệu phú tỷ phú những cái nhà tài phiệt trong nước Mỹ thưa quý vị người ta nói đó là sắp xỉ có khoảng 1 triệu tư những cái uh, triệu phú và những cái nhà tài phiệt giàu sụ trong nước Mỹ á, đã tìm nhiều cách để mà không có đóng thuế liên bang. Và chính vì điều đó mà Tổng thống Joe Biden và bên phía đảng Dân Chủ thì cứ khăng khăng là phải có thêm cái nguồn lực cho bên sở thuế IRS để mà truy thu những cái điều này. Thực ra đó cứ nhắm chăm chăm vào cái tầng lớp middle class để mà truy thu thuế. Nó không bằng đâu thưa quý vị, nó không bằng chỉ cần dí cái thành phần 1% trong xã hội của Mỹ thôi. Dí những cái thành phần này đóng thuế một cách đầy đủ và công bằng so với những cái thành phần khác như là middle class đang bị e cổ ra và đóng thuế rất là nhiều. Chỉ cần 1% của nước Mỹ đó mà đóng thuế đầy đủ là nước Mỹ sẽ có đủ cái ngân sách để mà xây dựng hạ tầng cơ sở đường xá cầu cống và chăm sóc cái đời sống an sinh cho người Mỹ thưa quý vị. Nhưng mà rất tiếc là Đảng Cộng hòa vừa rồi họ đã chặt cái phần mà rót về cho sở thuế để mà bù lại là viện trợ bên phía Israel thì chuyện này nó đã được thông qua thưa quý vị và nhân nói về chuyện cơm áo gạo tiền và đời sống đó, thì ngày hôm nay chúng tôi có đọc được một cái bài trên Newsweek và cả Business Insider nữa nói về chuyện là quý vị biết là ở California đó thì có một cái làn sóng là dân California và đổ đi đổ đi những cái tiểu bang khác trong đó cái tiểu bang mà đón người dân California đến để mà sống um, rất là nhiều đó đó là Texas thưa quý vị bởi vì Texas thì nổi tiếng là giá nhà rất là rẻ và bây giờ mọi người đang thấy là khủng hoảng về nhà cửa ở California là đắt đỏ quá đi thì bây giờ mới tìm đường sang Texas Texas. Nhưng mà cái bài báo mà ngày hôm nay chúng tôi đọc được một lần nữa đồng loạt trên Business Insider và Newsweek họ mới chỉ ra rằng là nhiều người dân của Texas bây giờ họ cũng cảm thấy rất là ngán ngẩm với tình hình của Texas là bởi vì sao giá nhà của Texas từng là một cái điều mà quyến rũ những người dân các tiểu bang khác chuyển tới nhưng mà bây giờ chính vì chuyển tới đây nhiều quá đi bây giờ giá nhà cũng bắt đầu tăng rồi tăng 30% thưa quý vị. Và bên cạnh đó đó thì cái chuyện property tax là cái thuế uh, địa ốc đó ở California là khoảng chừng 1.1% nhưng mà ở Texas đó là gấp đôi. Và Texas là một trong những tiểu bang mà có cái thuế property tax đó, thuế địa ốc cao nhất của nước Mỹ và bây giờ đang làm những cái điều này đang làm chung lòng cư dân của Texas và họ đang ngó nghiêng đến những cái ý là có thể họ lại tìm những cái điểm đến ở vùng trung tây của nước Mỹ thì có thể là giá nhà và mọi thứ nó sẽ đỡ hơn, nó ổn hơn là so với Texas. Và một trong những cái ý nữa, người ta nói là đã làm cho người dân Texas cảm thấy chán nản đó là cái tình hình chính trị, cái không khí chính trị và những cái quan điểm về chính trị nó quá sức là gây gắt và nó làm cho người dân cảm thấy rất là mệt mỏi. Một cái cuộc thăm dò, một cái cuộc thăm dò đã được tiến hành để Hoàng Vi đọc cho nó đúng năm 2022 cho thấy là có 40% người dân của Texas người ta nói rằng người ta quá mệt mỏi với cái chuyện mà chính trị ở Texas nó ngày càng nó đỏ rực và nó bảo thủ quá nó làm cho người ta mệt mỏi và người ta muốn tìm cái địa điểm khác nó quan điểm chính trị nó phù hợp hơn đối với một số người á, thì người ta nói là chính trị thì là chuyện gì nó nó vĩ mô đâu đâu á, ảnh hưởng đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta nhưng thưa quý vị có 40% những người người được trong cái bản khảo sát người ta cho rằng họ sống thì ở một cái môi trường nào mà cái quan điểm chính trị nó cũng phải phù hợp với họ thì họ mới cảm thấy thoải mái. Đó là một số những cái vấn đề như vậy. Và khi mà người dân Texas người ta dọn đi thì người ta dọn đi đâu thưa quý vị? Thì một trong những cái điểm đến người ta lại dọn đến California. Bởi vì năm 2022 California đón 43.000 người dân Texas đến cái với tiểu bang này, mặc dù giá nhà thì có cao thật, nhưng mà nhiều người thì cho rằng là cái quan điểm chính trị California thì cởi mở hơn, phóng khoáng hơn và đặc biệt cái tình hình khí hậu thì nó ôn hòa hơn và đó là cái lý do như vậy. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là sẽ thiếu một phần nếu như Hoàng vi không nói rằng 43.000 người dân Texas đến với California, nhưng mà ngược lại thưa quý vị, 102.000 người California năm 2022 thì đã dọn đến tiểu bang Texas. Thì đó là cái câu chuyện một cái con số cũng rất là đáng chú ý. Và ngoài yếu tố về giá nhà của Texas bây giờ cũng tăng 30% nè, rồi cái phần thuế property tax á, mà đến mức độ những cái gọi là môi giới về địa ốc họ than phiền, họ nói tôi nhận được những cái lời hỏi thăm của khách hàng muốn mua nhà, nhưng mà câu đầu tiên bao giờ họ cũng hỏi là property tax bao nhiêu cái cái thuế và địa ốc là bao nhiêu và chính điều này cản trở cho nhiều cư dân của Texas cũng muốn sở hữu nhà cửa và họ bắt đầu ngó lung sang những cái khu vực khác mà giá nhà cũng dễ thở mà cái phần thuế địa ốc cũng dễ thở hơn so với Texas. Và cái điều cuối cùng nữa thưa quý vị, đó là cái phần thu nhập cái mức lương trung bình của Texas thì rất là thấp hơn rất là nhiều so với California. Giá cái lương trung bình của Texas năm 2023 là khoảng 57.000 đô la Mỹ. Trong khi đó California mức lương trung bình là 74.000 đô la Mỹ thưa quý vị. Thậm chí Texas thua với cái mức lương trung bình của cả nước luôn. Ví dụ như là ở mức trung bình của cả nước Mỹ là 60.000 đô la Mỹ thì như chúng tôi nói đó là Texas chỉ đạt có 57.000 đô la Mỹ mà thôi. Thì thêm một yếu tố là giá nhà lên nhé, thuế địa ốc tăng nhé, môi trường chính trị thì nó quá là 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 căng thẳng. Quý vị biết là thông qua ông thống đốc Greg Abbott đó, ông rất là siết mọi chuyện từ cũng là những vấn đề về di dân rồi cả những cái chuyện về kiểm soát súng ống và những cái vụ bất chấp những cái vụ mà nổ súng bạo động liên tục ở Texas và cả những cái đạo luật về quyền phụ nữ, về cấm phá thai, rồi cả những cái chuyện về công bằng sắc tộc. Nói chung, Greg Abbott so với ông thống đốc bên tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis cũng là những cái tay mà rất là cực hữu và bảo thủ, cũng là một chín một mười đó thưa quý vị. Và Yếu tố cuối cùng là cái chuyện thu nhập. Tiền lương trung bình của Texas thì thấp hơn cái mức trung bình của cả nước Mỹ và thấp hơn đến 20.000 đô la Mỹ so với mức trung bình của California. Thì đó là một bức tranh để cho chúng ta có thể nhìn rõ hơn về cái chuyện Texas đã từng nổi tiếng và tự hào là cái điểm đến đón những cái làn sóng di dân của những cái tiểu bang khác chuyển đến nơi này, nhưng mà nay cũng đang có những cái làn sóng là người ta bắt đầu nghĩ mông lung và người ta bắt đầu tìm kiếm những cái mảnh đất khác để mà sinh sống hơn là Texas. Và chuyển sang cái tin tức khác thưa quý vị về Quốc hội liên bang. Quý vị biết là cái câu chuyện ngày bạo loạn ngày 6 tháng Giêng nó đã xảy ra và một lần nữa như chúng tôi nói đó nó làm cho cả thế giới gần như là sững sờ với nước mỹ cái gọi là nền dân chủ tự hào là đứng đầu về nền dân chủ trên thế giới vậy mà xảy ra cái sự kiện bạo loạn ngày 6 tháng giêng khi mà những cái người ủng hộ cựu tổng thống donald trump vì không đồng ý với kết quả bầu cử và um, nói như lời ông trump đã nói đó là hãy tiến về quốc hội và hãy fight like hell chiến khô máu luôn đi và nó dẫn đến những cái hình ảnh mà quý vị đang thấy rất là rõ hình ảnh hình thật người thật việc thật nhưng mà có lẽ câu chuyện đó nó cũng không có cái sự thật đó nó không có hoàn toàn là ngã ngủ đối với những thành viên bên phía đảng cộng hòa thưa quý vị ông từng chủ tịch hạ viện cho đến giờ này thì chắc là cũng đã trải qua gần một tháng rồi chúng ta có thể gọi là chủ tịch hạ viện hiện nay là ông mike johnson và là một thành viên vô cùng bảo thủ và ủng hộ cho ông trump ngay trước cái mùa thanksgiving đây ông mike johnson đã lặng lẽ đến malago để gặp cựu tổng thống donald trump và rồi trở về ông quyết định điều gì ông tung 44.000 giờ những cái đoạn footage mà ghi hình quốc hội vào cái ngày 6 tháng Giêng hôm đó và ông công bố cho người dân Mỹ được biết với quan điểm là người dân Mỹ được quyền nhìn rõ hơn hết tất cả những cái sự thật, những cái gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng chứ không phải là những gì mà gọi là truyền thông cánh tả đã công bố như những cái hình ảnh và cả những cái thước phim video mà quý vị đã thấy và cả câu chuyện mà Bộ Tư pháp đã truy tố gần cả 1.000 người đã bạo loạn rồi tấn công cảnh sát, xịt hơi cây, đánh cảnh sát. Có 5 cảnh sát viên đã chết từ cái sự kiện hôm đó thưa quý vị. Và rồi bất chấp những cái ý kiến lo ngại của những chuyên gia, họ nói rằng bây giờ mà cung cấp 44.000 giờ như thế này á là người ta những cái kẻ xấu đó, thậm chí là những kẻ khủng bố, họ sẽ nhìn rõ hơn được những cái sơ đồ, những cái cấu trúc mà ở bên trong của quốc hội thế thì về sau một cái sự kiện sau cái ngày 6 tháng giêng cách đây 2 năm nó lại tiếp tục được xảy ra nó được thực hiện một cách có thể là nó hoàn chỉnh hơn nói như lời cô matthea taylor một dân biểu bên phía đảng cộng hòa cô nói nếu như cái ngày 6 tháng giêng đó mà do tôi tổ chức á hả thì nó sẽ hoàn hảo hơn bởi vì những cái người mà ủng hộ trump là sẽ được trang bị súng ống đan hoang bất chấp những cái lo ngại đó ông mike johnson vẫn cung cấp công bố 44.000 giờ những cái đoạn footage. Và ngày hôm nay, người ta nhìn thấy là ông chủ tịch ủy ban tình báo ở Hạ viện, thưa quý vị, là ông Mike Turner, một thành viên bên phía đảng Cộng Hòa. Ông tán dương hết lời cái quyết định này của ông chủ tịch Hạ viện và cho rằng là người Mỹ được quyền biết nhìn rõ cái bức tranh, cái bức tranh đầy đủ cái sự thật về những gì xảy ra. Nhưng mà thưa quý vị, nhưng mà thưa quý vị, sự thật nào ở đây vậy? Rõ ràng cái câu chuyện là những cái cảnh sát viên quốc hội đã bị tấn công và cả hàng ngàn người đã tràn vào quốc hội ngày hôm đó và có một ngàn người đã bị bộ tư pháp truy tố và Bên phía đảng Cộng Hòa vẫn khăng khăng rằng đó vẫn chưa đầy đủ là sự thật. Có những cái lúc, có những cái đoạn footage ghi hình cho thấy là quốc hội ngày 6 tháng Giêng nó diễn ra trong cái không khí nó rất là hòa bình, nó rất là uh, uh, yên ả. Nhưng mà như vậy thì để nó nói lên điều gì? Liệu những cái footage cho thấy là quốc hội yên ắng không có bị bạo động không có bị đập phá nó có thể lấn át đi cái sự thật rằng quốc hội ngày hôm đó đã bị tấn công một cách rất là dữ dội quý vị nhớ cả cô um, Ashley Babbitt là một người ủng hộ cựu tổng thống donald trump và là một cựu quân nhân đã đập cửa sổ để vòi đòi vào bên trong để mà tấn công những cái dân biểu đang làm việc ở bên trong và cô đã bị cảnh sát quốc hội bắn chết ngay tại chỗ. Những cái thảm kịch đó nó đã xảy ra, những cái hình ảnh đó chúng ta đã được biết. Vậy thì những cái footage cho thấy là quốc hội yên ả, không có bị tấn công trong cái vài giờ nào đó, trong những cái gốc nào đó của ngày xấu tháng Giêng, nó nói lên sự thật nào? Nó có lấn át đi cái sự thật rằng quốc hội Hoa Kỳ đã bị tấn công ngày hôm đó hay không, thưa quý vị. Và nữa, khi xuất hiện trên đài NBC, người host của chương trình là cô Kristen Welker, cô đã đặt câu hỏi cho ông chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Cô nói rằng ông không nghĩ rằng bên phía đảng Cộng Hòa đã lựa những cái thời điểm là quốc hội yên bình để mà đưa cung cấp cho người dân Mỹ một cái nhìn khác về ngày bạo loạn 6 tháng Giêng hay sao? Thì ông Turner nói rằng, ủa bên đảng Dân Chủ cũng vậy vậy, cũng cung cấp toàn là những cái hình ảnh bạo động như vậy thôi. Trong khi đó, đó ngày hôm đó nó có cả hai mặt hai mặt để làm thành một bức tranh và khi ông Turner chủ tịch ủy ban tình báo được hỏi tiếp rằng vậy ông nghĩ sao khi mà một số thành viên bên phía đảng cộng hòa như cô Marjorie Taylor Green cô nói rằng là cái ngày hôm đó đó cái ngày hôm đó đó thưa quý vị Marjorie Taylor Green dân biểu nữ hoàng thị phi của hạ viện hiện nay cho rằng cái sự bạo loạn này là phần nhiều là do chính cảnh sát quốc hội họ đã làm họ kích động quá cho nên họ mới gây ra cái sự bạo loạn này thì ông mike turner chủ tịch hạ viện đã ngó lơ không có trả lời câu này và nữa trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thưa quý vị thì về khi nhắc về cô Ma Chatelagrin, một lần nữa sẽ có nhiều người nói là nhắc làm chi về nữ hoàng thị phi. Nhưng những tiếng nói như thế này vẫn đang được khuếch đại và phát tán rất là xa ở trong cái tình hình chính trị của nước Mỹ và nó gây ra rất nhiều những cái âm thanh loạn lạc. Quý vị nhớ cô Taylor Green đã từng nói gì? Những cái người ủng hộ ông Trump ngày hôm đó họ rất là ôn hòa, họ giống như là họ đi du lịch ở, ở Hạ viện, họ tham quan quốc hội vậy, họ không có gây ra bạo động. Nhưng mà trong cuốn sách có tựa đề là Marjorie Taylor Greene lấy luôn tên cô đặt cho cuốn sách. Cô viết như thế này mà thưa quý vị, mà có một vị cựu công tố viên của Bộ Tư pháp đã đọc cuốn sách và đánh bật những quan điểm mà cho rằng rất là dối trá. Khi mà cô cho rằng là những người bên phía đảng dân chủ ngày 6 tháng giêng lập tức lập tức là te cò bỏ chạy không có một ai ở lại hết chỉ có những dân biểu bên phía đảng cộng hòa mới đứng lại chống trả và đoàn kết với nhau để mà bảo vệ quốc hội liên bang của hoa kỳ thì chắc chắn cái quan điểm này không cần những cái chính trị gia đánh bật lại quý vị cũng biết là cái điều đó là sai trái và nữa xuất hiện trên cái chương trình podcast vào hôm cuối tuần cô green cô taylor green có nói một ý như thế này nè thưa quý vị là ngày hôm đó tôi sợ quá đi. Ôi dân biểu Manchester Green cũng biết sợ đó. Nữ hoàng mà cầm súng AR 15 và rất là dữ dằn mà cũng biết sợ của nó tôi sợ quá đi. Tôi trốn ở trong hạ viện đó, là bởi vì cái đám đông của ngày hôm đó mà tấn công quốc hội đó, chính là những thành phần Antifa mà ủng hộ cho cái phong trào Black Lives Matter đó nó tấn công vào quốc hội và nó gây ra cái sự mà 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 xáo trộn như vậy. Tôi nhớ đến những gì mà cái phong trào Black Lives Matter đã làm vào năm 2021 một cái mùa hè, họ cướp bóc, họ đập phá đường phố cho nên ngày hôm đó tôi sợ quá đi, tôi núp trong quốc hội nhờ một cái thành viên bên phía Đảng Cộng hòa đã giúp tôi chứ không á là tôi tôi cái cảm giác đó nó rất là ám ảnh và cô viết rất là đầy đủ trong cuốn sách của Marjorie Taylor Greene. Nhưng mà những chính trị gia mà có đọc qua cuốn sách này thì người ta đã đánh bật, người ta cho là đó là những lời rất là sai trái về sự thật ngày 6 tháng Giêng. Đến mức độ mà nhà sách Hudson Bookseller, thưa quý vị, là cái nơi mà đặt những cái quầy sách tại những cái địa điểm như là sân bay, như là nhà ga đó, họ đã đưa ra cái quyết định rằng họ sẽ không có trưng bày những cái cuốn sách của cô Marcia Taylor Green lên những cái quầy sách của họ. Họ lấy lý do tế nhị thôi là những cái địa điểm của chúng tôi thì nhỏ lắm cho nên chúng tôi phải lựa chọn sách nào chúng tôi mới trưng lên cái kệ nhưng mà ai cũng biết rằng bởi vì những cái luận điệu nó không có đúng như thế này mà đưa vào cuốn sách và đặt vào những cái địa điểm như thế để cho tiếp cận với người dân mỹ thì nó sẽ cung cấp một cái nhìn rất là sai lệch và chi tiết cuối cùng cuốn sách này được xuất bản bởi nhà sách do một nhân vật đã thành lập nên đó là con trai của ông Trump là Trump Jr. Ngay khi quyết định của Hudson Bookseller vừa đưa ra, Trump Jr. lập tức đăng đàn trên Truth Social và la lớn lên. Đây là cái hình thức cho thấy là nước Mỹ đã kiểm duyệt để bịt miệng những cái tiếng nói rất là trung thực và bất đồng chính kiến với chính phủ đương nhiệm như là dân biểu Marjorie Taylor Greene và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại